Ngư dân kể chuyện sống sót thần kỳ sau 4 ngày rơi xuống biển trong căn nhà tranh vách lá ở ấp 1, tỉnh Kiên Giang. Ông Trần Văn Việt, 45 tuổi với làn da bỏng rát và đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa tin được những việc vừa xảy ra với mình. Nhớ những ngày kinh hoàng ấy, ông Việt rơm rớm nước mắt kể, giữa tháng 5, ông theo tàu cá huyện Bình Đại, Bến Tre đi biển. Khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 6, ông đi bên mạn tàu ra phía sau để tắm, không may chân vấp thanh ngang và rơi xuống biển. Ông la hét kêu cứu nhưng tiếng máy thuyền nổ lớn, các bạn tàu mỗi người mỗi việc nên không ai hay. Lúc này, tàu cách đất liền khoảng hơn 370 km. Khi vừa rơi xuống biển, ông Việt cố bơi đến những ngọn đèn xa xa để gần các tàu đánh cá, tìm cơ hội sống sót. Nhưng bơi mãi chẳng thể nào đến được. Sau một đêm ngâm mình dưới biển lạnh, người đàn ông 27 năm trong nghề nghĩ mình sẽ không qua khỏi vì quá đuối sức. Thế nhưng, khi mặt trời chiếu rọi, cơ thể ấm dần, khát vọng sống lại bùng lên. Một ngày dài trôi qua, cơ thể bị đẩy theo dòng hải lưu vì không đủ sức để bơi. Không có gì ăn, đói rét, bị cá rỉa, lâu lâu có cơn mưa nhưng chỉ lắc rắc vài hạt. Ông cố há miệng mong được vài giọt nước ngọt nhưng vô vọng. Sau hai đêm lênh đênh, cái đói hành hạ, nhìn biển cả bao la, không thấy bờ bến, người ngư dân nghèo muốn phó mặc tất cả cho số phận. Trong những cơn thức tỉnh, người ngư dân nghèo đã nhiều lần nhìn thấy bóng những chiếc tàu đánh cá. Ông cố bơi tới gần để kêu cứu nhưng bơi mãi chẳng thể đến được. Thời gian bào mòn dần ý chí của ông Việt, ông thả trôi tất cả. Trong vô thức, khi đói quá ông mở mắt uống vài ngụm nước biển và thấy mình vẫn còn sống. May mắn thay, sau 4 ngày 3 đêm, khi đã hoàn toàn bất tỉnh, ông được tàu của Phan Giang phát hiện vớt lên. Kiểm tra thì thở thoi thóp, sức khỏe rất yếu, lưng và tay chân có nhiều vết thương do cá rỉa. Miệng và lưỡi bị lở loét nặng, hai mắt đỏ lừ không mở ra được, miệng rên. Các thuyền viên trên tàu lấy nước rửa mặt, lau khô và uống ấm cơ thể, nhỏ thuốc rửa mắt, nấu cháo đút ông Việt ăn. Khoảng 1 giờ sau, ông Việt tỉnh lại. Sau đó, ông được tàu đưa về đảo Phú Quý, bàn giao cho đồn biên phòng và chuyển ông tới trung tâm y tế để chăm sóc điều trị. Trưa 6 tháng 6, ông Việt xuất viện sau khi sức khỏe hồi phục và được đưa vào đất liền Phan Thiết để về quê. Những người trên đảo đã quyên góp tiền giúp ông mua vật dụng và chi phí về quê. Khi được hỏi có tiếp tục bám biển mưu sinh không, ông Việt nhìn xa xăm trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời, chắc bỏ đi biển, kiếm việc trên bờ làm. Nhưng bám biển 27 năm rồi, không biết làm việc khác có được không nữa.